Xin chào mọi người đang xem kênh Sùng Sơn TV. Hôm nay mẹ của Tiên sẽ ăn cá chình sống đắp cơm cho mọi người xem nha. Một món ăn rất là phổ biến và cực kỳ ngon ở Hàn Quốc. Ở bên Hàn Quốc đây là người ta gọi con lương, nhưng mà bên Việt Nam mình nó là con cá chình mọi người. Wow, đây là những con cá chình còn sống nè mọi người. Thì mình mới ăn sống nó được, chứ nó chết rồi là mình phải nấu canh thôi. Thì hôm nay mẹ của mình sẽ vừa nấu canh vừa ăn sống luôn. Cậu chồng của Tiên đang mần con cá này. Yiko he, một cô lâu còn mạnh tôi lên coi á. Cậu mình đang làm cái con này để ăn sống á. Hai chị em đang giặt lộn với mấy con cá trình. Lột da nó. Giống như lột da ớt vậy đó mọi người. Wow. Xong công. Oh, được nguyên con. Ông đi mua cho xe à? Chấm né đi cô. Chấm né đi cô. Ôi chị. Đó, được con cá trắng phiếu luôn nè. Cầm máy xay. Ủa, chị đầu em đầu nắm kéo. Ủa, bây giờ mẹ mình sẽ lóc thịt con cá trình này ra để chuẩn bị đắp cơm nha bà con. Ăn cả, thật sự, nhìn con, tôi mua cái bún cá, muối bì, tôi ăn cái này. Mẹ mình nói á, con cá trình này ăn bổ lắm mọi người. Hồi đó mẹ mình đau nhức mỏi tùm lum chân á, mà làm một mẻ cái cá trình nấu thuốc á, tức là mình cho thiệt là lâu lên á, sau đó mình uống mỗi bọc mình uống là hết nhức mỏi luôn, xương khớp mình nó khỏe khoắn ra liền. Ở bên Hàn Quốc này là người ta dùng cá trình để ăn và còn làm thuốc nữa mọi người. Bây giờ mẹ sẽ sắt cá trình ra thành từng miếng nhỏ, giống như gỏi vậy đó mọi người. Bây giờ mẹ của Tiên sẽ sắt củ cải để làm cơm trộn nha. Củ cải mình sắt thành từng miếng mỏng, thái mỏng. Tiếp theo là lê, mình sẽ dùng nửa trái lê. Lê mình gọt vỏ. Và dưa leo. Dưa leo thì mình cũng gọt vỏ. Dưa leo mình cũng thái mỏng. Ở đây là rau cần và cà rốt sắc sợi lúc nãy mình sẽ bỏ vô chung với lại lê, dưa leo và củ cải trắng nha bà con. Bây giờ mình sẽ bỏ thịt cá trình đã lóc sẵn vô trong đây. Và bây giờ mình sẽ đổ tương ớt đã được nêm gia vị sẵn vô đây. Tương ớt này là loại dùng để chấm đồ sống nha mọi người. Mẹ mình có làm ở cái video ăn con dứa biển á. Mọi người có thể quay lại video đó để xem nha. Và mình cho vào đây một ít tỏi xay nữa. Một chút xíu muối. Và một chút xíu tương ớt nguyên chất nữa. Đó. Và mè rang. Thì
tương ớt mà chấm gia vị hải sản sống á, mọi người muốn biết cách làm thì nhớ quay lại cái video mà ăn cầu gai dưới biển nha. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Cho vào đây thêm một chút xíu đường, một chút xíu nước mơ ngâm. Nước mơ ngâm này có vị ngọt. Nếu mọi người không có thì có thể thay thế bằng đường nha. Bây giờ mẹ của Tiên sẽ ăn thử coi là vừa ăn chưa nha. Ok, ngon, vừa ăn. Con heo nó đang uống nước. Uống nước trong chỗ bông. Bây giờ mời cả nhà ăn cơm với hai mẹ con chị Sơn nha. Cơm mình sẽ trộn chung với lại cái rau và gia vị lúc nãy đó. Mình trộn đều lên. Thêm một chút xíu đậu tương nữa. Hai chị em ngồi ăn thấy thương không? Mẹ mình nói tao mày ngồi ăn gì nhớ ngày xưa ở nhà của mẹ quá hả? Ngồi... Nè. Nè. Hồi xưa là trải đệm ra ngoài sân ngồi ăn. Nhà mẹ của mình là có 6 anh em, xong nấu một nồi cơm chà bá chia ra cho 6 người cùng ăn. Trời, nhìn ăn thấy thèm luôn mọi người. Mẹ nói trời ơi, lâu quá mới ăn lại ngon quá sáu hòa xa luôn. Thịt rất là dai và ngọt luôn mọi người, mềm. Tại vì nó còn sống nên rất là tươi. Và cái mùi của rau cần á, nó hòa quyện vô, ăn rất là hợp và thơm luôn. Trời ơi, mình không có thích ăn cái con cá chình sống này mà mình còn ghiền nữa. Nè. Mẹ mình nói là cái vị này những người chưa từng ăn qua không có biết đâu. Nó rất là ngọt và béo. Dai 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 dai. Mẹ cứ ăn thử miếng đi con. Chấm trong miếng đi mẹ. Hăng cái chất cái chua xè. Thấy thèm quá. Nè. Ngon thiệt mọi người ơi. Nè. Cái này mà thêm miếng xăng chu nữa là chuẩn luôn. Miếng salad á. Rồi xăng chua coi thì xa mốt của mình tắt như này. Với thêm miếng tỏi sống nữa. Tỏi sống thái sợi. Hỏi mày ăn không? Hái cho mày ăn. Ở đằng sau có hai
cây bắp cải á. Sang chu Hana Manu Hana Sam chang sam ha. Mẹ mình nói á, con lươn biển này nè, mà những ai đau cái khớp tay, khớp gối đó, mình mua về mình ăn rồi mình hầm, mình luộc thì lâu lên mấy tiếng đồng hồ, cho mình uống cái nước đó, là sẽ hết luôn mọi người. Mẹ mình hồi đó bị mà bây giờ hết rồi. Nè, một năm là mẹ mình ăn một lần, cho nên là mẹ mình nó khỏe mạnh và những cái khớp gối này nó không đau nè. Những người lớn tuổi á, là người ta thường hay đau những khớp gối lắm. Thì mọi người mua cái trình này về ăn rồi mình nấu lên như nấu cao vậy đó. Bà xua trên Seoul của mẹ Tiên là toàn là uống cái này không à. Không cần phải cho thuốc cho bọng, chỉ cho uống cái này thôi. Trời ơi, quay qua quay lại hai chị em làm hết dĩa cá luôn mọi người. Nãy mẹ mình hỏi mình ăn không? Chưa, mà thôi. Mình không có, cũng ăn cái trình sống này cũng chưa quen. Nè. Single mỗi hôm tôi mà xích xì à. Phía bên bộ tà. Nè, cậu của mình thích ăn sống hơn là trộn cơm. Nãy giờ toàn là gấp ăn sống không à. Mình cũng thích ăn sống hơn trộn cơm. Chấm đậu tương hoặc là tương ớt ăn ngon cực kỳ. À, cháu cậu mình nói là phải thêm nữa hai con nữa mới đủ ăn. Nãy làm có hai con à. Cậu cậu mình nói thiếu ăn đủ. Mẹ mình nói nuôi bò thì còn chưa ăn, cho chưa có ăn nhiều cỡ đó nữa. Hai chị em kiểu trôn qua trôn lại á mọi người. Nó tao cho mày luôn nè. Cậu nói phải một tô đầy tràn luôn vậy ăn mới đủ mà. Mẹ mình nói nè nè nè, tao cho mày ăn hết luôn nè, ăn đi. Tao muốn ra. Ăn hết trơn rồi, quá ngon. Mẹ rủ mai mốt làm ăn nữa mày ơi, ngon à. Thấy thèm quá. Mẹ mình nói mày biết mấy món ngon mày thèm không ha? Mày thèm toàn món ngon không ha? Con mèo nó đang nghĩ về nước Mỹ hay sao á mọi người? Ông cậu chồng của mình á, đàn ông mà cực kỳ kỹ tính luôn mọi người. Làm cái gì cũng nhanh nhẹn mà cực kỳ sạch sẽ kỹ tính luôn. Ông ăn sao ông lao nè mọi người thấy không? Ghê thiệt. Còn đây là nồi canh cá chình cây mẹ mình nấu. Cái này là ăn húp ngọt ngay mà nóng hổi ngon lắm mọi người. Mình bỏ vô đây miếng tỏi nữa nha. Rồi, hôm nay là Tiên quay tới đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video của kênh Mẹ Tiên nha. Đăng ký, nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt.